tập tức. Thôi con lỡ rồi cậu. Thế là thôi con lỡ con biết rồi, nhưng mà lần sau em cho anh em nói em cho gì lại gì vậy? Quả vậy anh mới biết cái lậu của anh chứ bình thường anh đâu biết đâu, anh cứ giận dỗi anh cho cà khóc đâu chứ. Rồi nào mình nói. Anh biết cậu không biết cỡ nào ở dưới đó bà con hàng xóm đồ ở ngoài rồi mẹ em bà coi video đồ nữa bà nói chưa? Kẻ hàng xóm tao giờ nó nhìn lờ vô mặt tao nó nói là giờ có đứa châu rờ nó ở trên đây. Rồi, nó ít xuống ở dưới đó nó kêu là có thằng cháu rơ mất dậy. Chào mọi người. Chào mọi người nha. Bây giờ lại là một đêm một ngày mưa nữa nha mọi người, không làm cái gì hết mà giờ có món này ngon lắm mọi người. Giờ ha tao đặt mấy trăm trứng gà đây rồi ha, nhưng mà ai đặt nói lại đi. Tao gì đưa tiền. Gì vậy bay, gì khó khăn vậy bay. Anh giờ đưa tiền này có ông chú bán gà đây, quên chú bán trứng này đưa tiền không bay? Cậu chứ. Nói giận nhớ đây là ông cậu nha. Đây là ông cậu bán trứng của mình đó nha mọi người nha. À ông cậu đây là ông chuyên bán trứng gà tan nè, gà nướng nè, trứng gà nướng rồi á. Bây giờ đây là 100 trứng gà bình thường á mọi người. Đấy. Nhưng mà chưa, quan trọng là bịch nhỏ nhỏ đây nữa nè. Bịch nhỏ nhỏ đây là lại trứng thúi. Trứng đã nói ông cậu là ông sàng lọc riêng ở trứng phải đặc biệt thúi này nè nha mọi người nha. Bí quyết hôm nay kìa. Đúng rồi, cái đó là bí quyết hôm nay. Giờ đâu phải đợi bịch trứng thúi này nó đơn giản vậy đúng không bạn? Tao công chuyện liền chứ. Công chuyện liền, mày cầm mấy tao gọi trong hằng. Bây giờ là mấy đầu chì lá này đang đi thay ké rồi. Mưa gió ở nhà muốn đi rồi đi thôi. Mẹ giờ lậu ngoài ruộng đi dễ rồi, giờ im tao gọi. Im gọi cậu. Chút nữa cậu giúp con mang tròn nha. Đấy là cậu vô nào sát nào hay đó nha cậu. Nào còn giờ mấy cái đó tại. Thì bây giờ cứ tới đâu đúng đầu canh lên. Lên cứ ông vô đừng cùng nè, thử coi thử ông sao. Cho anh sợ gì? Cậu là xích. Ôi xì, đang gọi. Trời ơi, ông đi đâu rồi? Ông vậy là đi hát kêu cơ ôm đâu, chứ không phải đi theo lứa đâu. Ôm cái đầu mày, trời mưa này mà cắt cơ ôm mày. Trời mưa đây mới đi ôm nó mới ấm. Thấy cậu nói chưa? Đó nữa, đánh cậu nữa. Alo. Anh nghe chưa? Chủ làm gì vậy? Giờ coi nhá, mấy người nó làm gì tôi nè. Làm gì là sao? Ý là có mấy người nó vô nó làm gì nó leo quá trời đòi nợ rồi đồ nè. Giờ chết rồi, chết thật. Dưới này nó cũng giọng mày ông dây mượn đồ đi bật cà phê ôm đồ gì đây. Giờ đây tao. Em điên ấy, anh đang đi bắt cá. Đi bắt cá thiệt. Biết đâu mà ý là ông chạy gì ấy. Giờ ý là giờ có mấy người nó vô nhà nè. Đừng có đàn bạc quá, giờ ra sáng quá trời. Quả chết giờ đây tôi quay cho coi nè. Đấy nè. Má thấy chưa, giờ có người ổng lên nè. Thì cứ đi về đây nào biết, nhanh đi nha. Anh ơi, nhanh anh ơi, kinh lắm anh ơi. Thôi đi, mình cỡ hết mấy cá rồi anh chị ạ. Về liền ở chân có cá mắm đồ gì hết đó nha. Không có ăn đâu. Về mấy ơi. Chủ ông lao kể về liền hả? Về liền chi. Vậy giờ cái máy đây mình thằng mình kiếm máy quay, mình bỏ chứ. Cái đó cầm máy quay là cũng giấy dấu rồi phát hiện liền. Thôi đỡ giờ con đặt cái góc. Cậu vô nha cậu, vô nha. Em bước hai giờ. Chút chút anh đi ở đây. Cậu ấy, mày vô anh. Cậu ấy rồi, cậu nói anh. Nhưng công với cậu ấy lên thì cậu ấy lên. Nói chứ kêu gì đã có công chuyện rồi mờ nhanh. Tự thả cá mà bà làm gì mà. Thả ké đâu.
Chưa rất là trời. Đem đứng dịch ra đưa cái gà lại cậu. Cái gà đứng dịch. Ông làm gì vậy? Ông đang bực mình nào rồi. Ông tặng học bữa giờ đây nè. Làm gì ông lên làm video ông nói người ta là lên video nói ông bán đứng đồ này nọ. Ông cậu mày kêu ông cậu cho. Thì ông bán đứng nữa, ông bán đứng rồi ông cậu của tôi chứ không phải ai đâu. Đúng giờ nãy giờ đâu có nói chuyện với ba má mày đâu á. Tao cậu mày coi tao không ra gì vậy? Ôi như nó chú vậy. Ông quậy đội nha chú. Tại sao ấy thì chú bố mà mắc gì mà nó lên cái điều rồi nó chịu ông này ông kia. Anh đồ cậu chứ anh nói gì đâu vậy thì cậu đâu cậu. Tao còn sống đây mày còn làm vậy lỡ tao chết rồi mày nghĩ sao? Anh sai rồi anh không. Ông với bà là bà. Quả thành buồn đây nữa. Đêm còn dùng cho nước trà uống. Tao có trà nước rồi ra tao nói sao tao gì đó. Nãy giờ tao nói với chuyện ông mày về mày đầu. Mày cái nào ra đó, cái nào ăn cái nào cúng chứ. Người thằng nam này cũng vậy nè. Mày kêu tao thằng chú à? Dạ thì con kêu thằng chú. Sao tự nhiên mày quơ đũa cái nắm vậy? Mày kêu tao thằng anh, ông trứng này trứng kia. Trứng người ta đang buôn bán rồi bay lên mày xô lên mạng vậy sao tao làm ăn giờ? Đúng không? Tới vậy đâu. Mày thấy tao bự con không? Vậy chú. Lại cậu nghe chú. Cậu đang quan. Dạ cậu. Mày biết phân biệt là sao mày? Không. Giỡn gì? Không được ngàn ní nó à không cậu. Tao muốn chắc mày một lời vậy. Mà anh hăng sai rồi á, cậu kêu cậu chứ sao anh lên kêu anh bán trứng rồi, bị hư này kia rồi trên đó người ta nói anh bán rồi. Để bán rồi mà bán trứng gì bơ này kia nữa. Thì anh tới trẻ nên kêu anh chứ cậu gì đâu. Anh không biết phân biệt này, tự nhiên anh cứ bạn em là anh bạn em kêu bạn cậu mà anh kêu bạn anh. Nãy giờ mà mày lấy con cháu tao chứ không. Chí mẹ tao. Đeo. Để ông Hằng điện lên chưa, ông để giờ vào. Đeo giờ sao giờ ông lên mốt mà già thưa ông mà già đàng hoàng chứ. Không nãy nói giờ à? Cậu bấy lên tao vậy nhưng chung giờ dạ, cái... ông nào tới xử. Cậu bấy ông có gì không? Vậy sao vậy anh kêu bằng cậu vậy anh kêu ông ngoại bằng ông ngoại vậy anh về kêu ông ngoại bằng anh nè mày ngớ cái giống nói thằng bạn dữ mày con tao mày còn cái gì đó cũng nói thằng bạn phải con nào nó nói đúng rồi tự nhận nó nói đúng hợp lý không trên nữa tự nhiên thôi giờ nó kêu tao bằng cậu mày kêu tao bằng anh quơ đâu vậy cứ nào mày cứ mày sao nam thì kêu anh cho chứ cậu mất mấy túi mày biết thằng kia đây là gia giới mà ý nó lỡ thâu cậu cái nó giỡn rồi tao phải nếu mà giờ mày muốn phân minh á là giờ mày làm một cái clip nào đó mày nói được cư dân mạng coi chữ tao tự nhiên đâu lên chữ tao giờ dụ như giờ tao xuống tao bán với Quy Nhơn rồi bắt đầu đó mày thấy không giờ là người ta nói ờ cái thằng đây dạy này kia trứng đồ này kia ở trên mạng đó đó mày thấy nó nói rồi như thế nào ông cậu ông phải úp chó lắm ông cứ lên nói đẹp với anh chứ còn không là ông cậu ông cũng không nói đâu rồi cứ đứng là tơ mẹ nào chuyện lỡ thôi với ai biết nói gì nói chuyện gì lỡ giờ mấy nay công chuyện ta làm không hết bây giờ lỡ ăn nó kêu giao trứng lên tao giao lên chuyện tao nói mày luôn giao trứng gì nhiều với cậu em mua còn biết được tiền nữa là nói mua chi chứ mất tiền rồi được bà Hà mua không biết không giờ nói này nãy giờ ông lên ông thưa mà già đầu mà ông già ông nghe quá ông tức quá ông kêu thỉnh sao kỳ cục quá nè anh nói gì lạ kỳ vậy ông lên kêu ông nằm nào đó tôi lên tôi kêu ông thuốc em đi rồi này ai mà ông đã mệt ông đi rồi giờ mày mà bác lên nói chuyện nãy giờ sao lớn mà thằng bạn quá tự nhiên ông đã mệt nào đớn nè muốn kêu ông đi cũng cùng sao vậy vậy thôi trả tiền trứng mày trứng gì trả tự nhiên không em mua mà cái tiền trứng tôi đi kêu cha à vợ nói tặng tặng chung chung quá chị đưa tiền trứng đi à anh đưa tiền trứng đi nhiều tiền trứng cậu tiền trứng giờ tao lấy gấp đâu á chết ha giao cái miệng quá bởi vậy tao lấy tao bù vốn lại anh đi là ông bớt cho 20-30 ngàn đồ á tình cậu cháu đồ á con đồ á mẹ giờ mày cho giờ anh biết kêu đây bạn như chưa cậu hay anh anh cậu chứ nó kêu anh rồi chứ thôi anh đừng cho lấy tiền đuôi sao tự nhiên không đông tự nhiên đang đâu tự nhiên đang làm mà ta nói có mà là thế này nè ta nói mày thằng nam nó có gì đâu nó cứ theo mày luôn này thằng anh nó suốt ngày tao đang nói chuyện mày nó cứ hớt mặt vô nó chọc con mặt tao à thằng anh em nói chuyện ấy sao coi thì tứ lẹ quần áo đồ mẹ ăn mặc giang hồ giang nắng giang mưa rồi mà chứ cỡ con vậy chú mà sao cậu nó nói nhiều đó đi làm kêu ông bên cha xem đồ em bị khùng hả vợ
Tao rồi. Giọng nó đuổi chân không? Nhìn tao rồi. Lâu quần áo đồ lún lỗ lún hang đồ cái gì nói ăn nó buồn sao giờ đang có quần mặt làm vậy quý của chú chủ tí tí thật tí nó mửa nhăn quý cái bị khủng sao ra kêu ông già nữa tao chứ nãy giờ tao nói chuyện với ông già rồi mà ông già rồi mà tự nhiên giờ kéo nói giọng rồi ông lè ông này chứ là gì anh làm gì xài la anh nói mà anh xài nói vậy bây giờ là phải mau bác ra đồ cần đồ vậy cậu nói chuyện á cậu với bác nói chuyện á người lớn nói chuyện á cậu anh cháu em cháu không giờ kêu anh nữa giờ cháu kêu anh á kêu anh giờ mày kêu ai tao về tao nói không phải mày dám chích nhiều khi về dưới sao kêu ngoại bình anh cũng có chắc nữa cũng đúng rồi sao chứ tự nhiên cậu anh chứ tự nhiên kêu cứ kêu sang tay vậy tự nhiên vợ kêu bằng cậu mà kêu anh vậy đâu mé con chứ ông kêu mình kim quá chứ vậy á cũng có tàm tố tàm tình nữa nói đằng tàng nó nghe nó chứ biết làm sao vậy tự nhiên cũng do anh hết chứ ai nãy giờ nó giờ cháu kêu cậu á quên giờ cháu kêu anh á kêu anh giờ tao chứ sao mày kêu bằng anh á chưa được không sợ gì quá thành buồn à chọn những kia liền cái nãy giờ tôi kêu anh tôi kêu bằng anh sao cái tàu hít dữ quá cậu thấy không vậy mà điện tử luôn luôn vậy chứ kêu vậy cho chị người dù lấy chuyện ông im tĩnh ông đâu đi vô đâu quần áo mày tao thấy tao ra dữ mày có tiền mà cậu quá anh quá cậu nhớ anh cậu chiến mặt nó quên nó tiền mà quần áo lố hang đồ sao cứ bà chọn tôi chọn tôi bạn ghét tôi lấy sao tao thấy mẹ mày là tôi thương nó vậy mày sao thế nào mẹ nữa không tướng gì vậy cậu việc mày giờ tao làm cậu bây giờ tao kêu không chịu mày cũng phải đưa thâu đúng rồi nhanh nhanh đi cho ba tiền tao lấy tiền gấp đâu quá tiền đâu tiền gây ra mấy gì rồi đưa lẻ cho mày có tiền mà cho nó mượn còn cho nó mượn 200 năm còn 380 có tiền đâu không tiền cho người 200 coi thằng Nam hầu giờ lại gì có định nghĩa có tiền không chứ anh thấy anh sai chưa tiền trứng có 250 à mà cậu ông tức anh ức chết bữa giờ ông muốn lấy gấp đâu là 500 á giờ cậu nó 2 triệu anh cũng đưa thằng 8 đủ đủ nợ ra đó chứ đủ nợ chứ sao nợ được còn nhét túi lại gì lại đưa chứ cậu còn bà đưa chứ bà cũng em mà bà không đưa tao đưa đưa rắn mày gái anh không mày gái anh không mày nhét mầm anh không chết chết không chớ mày dồn vậy trời gì vậy gì nậu nói gì gọi nậu chứ trong hai vùng vườn ấy trong mặt dưới không chuồng mót mày còn mót nhảy mày sao mày chơi vãi nhảy đi tiền bạc đưa còn tiền xanh tao chưa tính nữa mày tiền xanh nhảy quả chứ bây giờ từ dưới đá tao đi lên tao tiền tao mày cũng lên đấy cậu lo đấy tự đưa đi tiền cái nào vậy cậu vừa chơi thương cậu vừa phải với tiền bạc quá đẹp tiền bạc phân mình ái tình với con tao không muốn liên quan mày đem trong ngạc quá mày là tiền tiền mày cậu lấy luôn cậu tiền đây là tiền ship tiền xanh để giờ cậu kêu cậu xéo mà sao mày hồi nãy bây giờ tao nói mày cho mày kêu tao bằng anh bây giờ mình kêu tao bằng anh tao cậu nói nào nó kêu tao bằng anh giờ coi như giờ mày thích vậy còn thì còn tình cảm còn không tiền bạc phân minh không dứt khoát không biết rồi dứt đi là bây giờ tiền mày vô kêu bàn rồi tiền trứng này là tiền trứng tiền trứng cậu thằng do kêu bàn nè tao bảy giờ nhanh gọn này cái ông này sao nữa cho em hỏi anh chứ sao nó cứ như vậy bây giờ có mấy chục ngàn tiền ship trong đầu cũng là không được thì mưa gió nữa ship cái gì tao thì cần tao cũng cần tiền ship nhưng mà tao ghét tao lãi đâu ai đây giờ cậu vợ mà anh chi ly của anh mà chi ly mà 500 ngàn nó trứng 580 ngàn vậy thì tiền mưa gió cỡ vậy á tiền nói tiền rõ ràng không có nói nàng hết á đáng lấy thằng này ông lấy 1 triệu á cái bụng lại xe ẩu chưa đáng lấy ông lấy 1 triệu á mẹ giờ ông còn nhân tính rồi ông lấy cái 500 ngàn này học chất luôn mày thấy chưa có 80 ngàn cho ông cậu vợ à mà ông cũng chi ly mày thấy ít ký không anh ít ký gương ai ít ký không ông cậu ông lạnh loại trời mưa gió ông lên mẹ anh có 80 ngàn mà anh chi ly với cậu vợ anh dạ hôm xưa sao anh, giờ, anh cứ vợ hay vậy giờ ai không được đâu cậu được đâu anh hả chào con lấy mấy gạo lấy mấy gạo chào con chào con ông cậu ông nói nó giờ nó lấy con này không vậy không có tiền mà không cái gì con không phơ cậu không mày cho nó liên quan mày không có liên quan tao cho tao cháu tao thôi để cho con
giờ nó lấy thì mẹ nó đánh. Thôi mẹ mày lấy. Trẻ anh đây, ta luôn. Đã thấy chưa? Chụp. Vậy mà sao xưa xuống tán chụp cậu ta tán. Ờ hầu trước nó tán nó đút lót tao gơ lắm mày. Đấy. Nó giờ nó vậy. Lòi nè. Nãy giờ tao con đúng không? Không, giờ giờ con biết xin lỗi con nè. Xin lỗi rồi chứ lỡ kêu tao cũng vậy thôi. Xin lỗi tao đây, tao gì à? Xin lỗi. Hại dữ à? Xin lỗi đây. Ông đưa tiền, ông trả tiền lại rồi. Ông không có lầm tiền đứng nào mà còn không chịu xin lỗi nữa. Ê, cậu ấy lên đây cho con cũng đãi cậu ấy đàng hoàng, cậu ấy cho gì cho gì đó, tụi thông đồng tụi nó cho con cũng có đeo gì cậu ấy. Đeo gì vậy? Đeo. Bây giờ tiền của chồng thì cũng của vợ cầm nhớ làm gì đâu đeo. Bạn biết xài tiền là bằng cầm chơi bạc. Sao không biết mày? Không phải là trôi ăn. Mẹ tụi em làm cái video đây nè. Đó là anh gì? Biết anh biết đó cách xưng hô với cậu chứ sao anh kêu cậu bằng anh. Mà hổ à. Sao hổ chứ mày? Mà hổ mà hổ. Anh hổ mới cho em làm gì hổ. Anh nói anh chứ lẽ anh nói em. À thôi ông trẻ tao kêu anh chứ không có làm gì đâu. Mày thấy không? Thôi kêu bà già tôi bằng em hử? Ờ. Chị qua không? Được. Bà già tôi cũng ngang ngửa tôi vậy. Cũng đi chỉ vậy á. Có dọn làm sao hổ chứ. Tao tức. Thôi con lỡ rồi cậu. Thế là thôi con lỡ con biết rồi nhưng mà lần sau em cho anh em nói em chơi là gì vậy? Quả vậy anh mới biết cái lỗi của anh chứ bình thường anh đâu biết đâu, anh cứ giận giỡn anh cho cà khắc đâu chứ. Rồi nào mình nói anh biết cậu không biết cỡ nào ở dưới đó bà con hàng xóm đồ ở ngoài rồi mẹ em bà coi video đồ nữa bà nói chưa? Kẻ hàng xóm tao á giờ nó nhìn lời vô mặt tao á nó nói á là giờ có đứa châu rờ á nó ở trên đây. Nó ít xuống ở dưới đó nó kêu là cán thằng cháu rơ mất dậy đó mày gửi đi con đâu nghĩ vậy đâu ấy con thấy tiền kêu thằng anh ấy là anh sai cái là gia gió thì anh phải kêu theo gia gió sao em biết mày cứ đụng gì mà chọt luôn đấy chọt em đang nói sự thật mà em đang nói chân thành mà anh nói anh em vậy ấy là cậu trẻ nhưng mà thiệt xã hội thì anh kêu được chứ còn đây cậu cuốn ăn mà sao anh nói vậy được. À, cậu biết tôi quần xin lỗi, dòng tay xin lỗi. Cậu mà nó coi như cục cức. Cậu cho con xin lỗi, con lỡ, con làm video, con kêu mình ăn cho trí, con đâu nghĩ gì đâu. Còn thằng quần đây nữa, đứng không lại, con xin lỗi luôn ơi. Con trai. Là sao tôi gai dữ vậy? À, nó xin lỗi mà nó không có chân thành gì đó đâu cậu. Mẹ nó không có thành, nó không có thành tâm mà. Cậu đợi mình ra, đâu đợi em con ra, con chớ nước cho cậu. Mày tấu mẹ mày tấu đây về niệm Phật này nha. Thôi giận nó thành tâm rồi. Thôi nói dài cũng được. tiền cũng lấy không rồi. Hồi giờ mình cũng cắt trước video tại đây nha. Xong rồi mình bắt đầu mình làm cái ẩm thực. Và mọi người nếu mọi người thấy hay thì hãy like và chia sẻ để có thêm có động lực để làm những video tiếp theo. Bye bye. Mọi người.